Hey yo, what's up, mình là Minh Travel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ mọi người cái trải nghiệm của mình đối với con Ronin RS3 và RS3 Pro. Bên cạnh mình hôm nay thì là bạn Việt Tiến. Việt Tiến có một số sản phẩm về quay phim khá là đẹp và mình rất là thích những sản phẩm của Việt Tiến. Bên cạnh đó thì Tiến còn là một người chơi parkour. Thế nên hôm nay mình đã nhờ em ấy qua đây để làm người mẫu cho mình test thử xem con gimbal này nó chạy có mượt không nhá. Let's go. Okay, she sent a pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness app. This is cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie, told her give it back. Town looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish land. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck about, I'm bunk, I'm done laying low. I'm done acting like the enemy. Với nhu cầu của bản thân mình thì đa phần mọi người sẽ thấy là những góc quay của mình nó có rất là nhiều năng lượng. Thế nên là cái việc mình sử dụng gimbal nó rất là nhiều. Hiện tại thì hãng đang gửi cho mình hai con gimbal, đó là RS3 và RS3 Pro. Tuy nhiên thì mình sẽ test cho mọi người con RS3 trước. Với nhu cầu bản thân mình thì mình thường là sẽ di chuyển nhiều. Và mình muốn tất cả mọi thứ nó nằm trong gói gọn một ba lô của mình. Mình sẽ show mọi người xem ba lô của mình có những gì nhá. Hiện tại thì đây là chiếc ba lô của mình và mọi người có thể thấy là ở ngăn trên thì mình có thể chứa toàn bộ cái gimbal của mình ở đây này. Ngăn dưới mình sẽ đựng được hai len, một máy ảnh và ở đây mình đựng phụ kiện như là mic này, pin này. Đó, thì tất cả mọi thứ mình có thể gói gọn trong một cái ba lô rất là tiện như thế này. Một trong những cái tính năng đầu tiên mà được giới thiệu mới nhất của gimbal này đó là khả năng tự động khóa trục. Thì khi mà mọi người nhấn tắt gimbal này, đó, ngay lập tức là tự động gimbal sẽ trở về trạng thái ban đầu và tất cả các trục đều được khóa, khiến cho việc mà mình di chuyển hay là việc mình tháo máy ra là mình chỉ cần đưa nguyên cái bộ gimbal này vào trong ba lô, nó cực kỳ gọn nhẹ. Thì những cái tính năng mới đấy nó làm cho cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì mình lại thích những cái tính năng nào mà nó có tính ứng dụng nhiều hơn. Thì cái tính năng thứ hai này mới là cái tính năng mình thích nhất. Tính năng thứ hai cũng là tính năng mà mình cực kỳ yêu thích, đó là chúng ta có thể nhấn nút record, nút quay video trực tiếp bằng Bluetooth mà không cần phải nối dây giữa gimbal và máy ảnh. Trước đây thì chức năng này đã có từ lâu rồi, tuy nhiên mỗi lần mà mình muốn kết nối thì mình lại phải nối một đoạn dây ở đây và mình thấy nó khá là lằng nhằng phức tạp nên gần như mình không sử dụng nó bao giờ. Tuy nhiên thì bây giờ tất cả mọi thứ nó đều là không dây và chúng ta có thể làm nó một cách cực kỳ tiện lợi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm sao chúng ta có thể kết nối nó với máy ảnh nhá. Đầu tiên vào phần menu thì mọi người hãy lựa chọn tab có hình quả cầu. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến phần Bluetooth setting. Và ở Bluetooth setting thì mọi người sẽ chọn là Bluetooth function, mọi người bật on lên này. Và sau đó chúng ta sẽ chọn phần pairing. Đó, và tiếp theo xuống dưới gimbal. Ở gimbal thì mọi người chọn phần đó là có hình Bluetooth ở đây. Và chúng ta chọn confirm. Sau đó nó sẽ hiện lên là hiện tại có những máy nào ở xung quanh. Thì chúng ta thấy có máy A7C này, chúng ta sẽ chọn connect. Ở trên menu của máy ảnh sẽ xuất hiện đó là bạn có muốn kết nối với gimbal không, thì chúng ta chọn ok. Tiếp theo đó là ở tab Bluetooth remote control thì chúng ta sẽ chọn là on lên. Việc kết nối này thì mọi người chỉ cần bật một lần duy nhất và sau đó thì máy của mọi người sẽ tự động nhận. Mỗi lần mà chúng ta bật gimbal lên ấy thì nó sẽ tự động kết nối với máy ảnh và giúp cho việc quay phim của chúng ta tiện lợi hơn rất là nhiều. Trên đây là một vài footage mà mình quay mẫu để test khả năng chống rung của gimbal. Các cảnh đều được mình quay ở những góc khó và chạy với tốc độ cao để xem là giới hạn của gimbal nó tới đâu. Bản thân mình khá là hài lòng với những kết quả mà mình nhận được. Gimbal này có một nhược điểm, đó là nếu mà bạn muốn quay dọc thì bạn phải mua riêng một cái palette dọc của hãng hoặc là bạn sử dụng tay cầm để quay ở chế độ FPV Portrait. So sánh với chiếc RS3 Pro thì RS3 Pro có khả năng cân được những máy nặng hơn lên tới 4,5kg như là FX6, FX9. Bên cạnh đó thì RS3 Pro có một cổng sạc nhanh giúp sạc đầy gimbal trong vòng 1,5 giờ so với 2,5 giờ của RS3 thường. Và chỉ RS3 Pro mới có thể kết nối được bộ focus LiDAR và bộ truyền hình ảnh mới. Tuy nhiên RS3 Pro sẽ có một đặc điểm, đó là khóa trục của nó không khóa hoàn toàn. Vì các trục của gimbal này khá là dài nên là nhà sản xuất đã tính toán để nó dừng ở điểm mà tránh trục gimbal va chạm vào nhau, chứ đây không phải là một lỗi. Cảm ơn Tokyo Camera đã cho mình mượn hai sản phẩm này để test. Và khi mua hàng ở Tokyo thì mọi người hãy đọc pass Minh Travel để nhận được nhiều ưu đãi hơn nhé.